anh chị em anh mẹ đề nghị lời của tôi cũng là có anh chị em được đi vô lại trong một thân trong tiền. Chúng con la kết lại xin Chúa trong chúng con đi thông bằng.
Thank you.
rung cho cả nhà. Thank you.
Tôi cũng xin cảm ơn các cấp chính quyền đã tạo điều kiện giúp đỡ và chúc mừng giáo sứ chúng tôi trang trí ngày hôm nay. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, xuất sắc, chu toàn nhiệm vụ với đất nước và nhân dân. Tập đoàn chúng con nguyện xin Thiên Chúa ban lời nguyện cầu Đức Maria chúng tôi ban muôn hồng phúc hướng nơi Đức Cha. Xin Đức Cha luôn được hồn an sức mạnh càng đầy ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần để Đức Cha chăm sóc và vun dưới cánh đồng truyền giáo của giáo phận. Kính chúc quý đấng bậc tất cả mọi người luôn bình an. Chúa Kitô và gia đình các cháu một ngày một thăng tiến về mọi mặt, đặc biệt là về đức tin. Trong công tác đón tiếp và tổ chức, chắc chắn chúng con không thể tránh khỏi sự thiếu hết. Con xin các đấng bậc cùng mọi người đại xá và cho chúng con. Cuối cùng con xin kính chúc Đức Cha và quý cha cùng tổng đoàn càng đầy có gì cả. Xin mời tổng đoàn được phát biểu phát biểu. Chúa ở cùng anh chị em. Thiên Chúa đấng đã ban ơn cho anh chị em hơn cứu chuộc và hơn là nghĩa tử nhờ sự phục sinh của con một ngày. Xin Ngài cho anh chị em được vui lòng phục lại của Ngài. Nhờ có một Chúa cứu chuộc, anh chị em đã lấy nhận được hơn tự do thoải mái. Ước chi nhờ ơn người trọng văn, anh chị em cũng được thông phần giác nghiệp của người đế vương tự mình. Nhờ tin vào con một Thiên Chúa, anh chị em đã được sống lại trong phép của tôi. Ước chi giờ đây, nhờ sống anh chính, anh chị em cũng đã được đến với người trong nước trời. Nhờ lời kiến cầu của Đức Thánh Tử Maria, Thánh Cả Giuse và các thánh tổ tiên tử đạo Việt Nam, xin Thiên Chúa toàn tâm là Cha và Con và Thánh Thần ban công lành cho tất cả anh chị em. Lời sau cho anh chị em đi bình an.